Olga Savic là một người phụ nữ độc thân 35 tuổi ở New York, Mỹ. Olga là người Ukraine và cô đã đến Mỹ theo diện visa lao động. Olga làm thợ nối mi ở một tiệm làm đẹp nhỏ ở New York và cô sớm có một cuộc sống khá ổn định ở thành phố hoa lệ này. Làm việc trong lĩnh vực làm đẹp đã cho Olga một khoản thu nhập tốt và cho cô cơ hội gặp gỡ nhiều người khách rất dễ thương. Một trong những người khách đó là Victoria Nasirova, 41 tuổi, người Nga. Victoria là một khách hàng nối mi quen thuộc của Olga được khoảng 6 tháng. Olga cảm thấy có cảm tình với Victoria vì cô ấy là người sởi lởi, dễ mến. Hơn nữa, hai người lại cùng nói chung một thứ tiếng. Nhưng điều đặc biệt nhất về Victoria là mọi người thường nói rằng Victoria là chị em song trùng của Olga. Người song trùng, tên tiếng Anh là doppelganger, là hiện tượng hai người hoàn toàn xa lạ nhưng trông lại rất giống nhau, thậm chí giống nhau như hai chị em sinh đôi. Ngày 28 tháng 8 năm 2016, Olga bỗng nhận được một cuộc gọi từ Victoria. Victoria giọng rất khẩn thiết, nói rằng cô ấy sắp đi du lịch Mexico vào ngày hôm sau, cô ấy cần phải sửa mi ngay lập tức. Nhưng vấn đề là, ngày hôm đó lại là ngày nghỉ của Olga, cô ấy không đi làm. Olga nói rằng Victoria có thể đến tiệm và một thợ nối mi khác có thể giúp sửa mi cho cô ấy. Thế nhưng Victoria kiên quyết không chịu. Victoria nói rằng cô đã quen làm với Olga và cô chỉ tin tưởng Olga thôi. Victoria nài nỉ Olga, cho cô ấy đến nhà Olga để Olga sửa mi cho cô ấy. Đó chỉ là vài cọng mi bị rụng, cần dặm lại. Chỉ mất của Olga vài phút để sửa thôi. Victoria tha thiết cầu xin. Dù lưỡng lự, nhưng sau một hồi, Olga cuối cùng cũng đồng ý. Cô gửi cho Victoria địa chỉ nhà mình. Olga không biết rằng đó là một quyết định mà cô sẽ mãi phải hối hận. Khoảng nửa giờ sau, Victoria đã xuất hiện trước cửa cùng một nụ cười rạng rỡ và một miếng bánh phô mát nhỏ. Victoria cảm ơn rối rít và nói rằng cô ấy rất cảm kích việc Olga đã đồng ý giúp cô ấy sửa mi nên cô ấy đã mua cho Olga một miếng bánh nhỏ. Đó là miếng bánh cheesecake từ một tiệm bánh ngon nhất New York. Victoria quả quyết. Victoria năn nỉ Olga ăn thử miếng bánh và rồi Olga cũng vui vẻ nghe theo. Chiếc bánh khá ngon nhưng để nói là ngon nhất New York thì rõ ràng là nói quá, Olga thầm nghĩ. Khoảng vài phút sau, Olga bỗng cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã ngã đùng ra bất tỉnh. Ngày hôm sau, một người hàng xóm tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ ghé qua nhà Olga. Người phụ nữ ấy nói rằng cô ấy là bạn của Olga và đang mang súp gà đến cho Olga vì cô ấy bị ốm. Một lúc sau, người phụ nữ đó rời đi. Người hàng xóm cũng khá thân với Olga nên ông ấy quyết định đến phòng Olga để hỏi thăm xem cô ấy có ổn không. Sau khi gõ cửa một lúc mà không có ai trả lời, ông ấy thấy rất lạ vì rõ ràng bạn cô ấy vừa rời đi. Không biết trời xui đất khiến thế nào nhưng người hàng xóm đã thử vặn tay nắm cửa. Cánh cửa không hề khóa. Ông vừa lớn tiếng gọi tên Olga vừa mở cửa. Ông ấy đã không chuẩn bị tâm lý cho những gì ông ấy sắp nhìn thấy. Olga đang nằm trên giường bất tỉnh. Cô ấy chỉ mặc bộ đồ lót. Những viên thuốc vương vãi khắp nơi trên sàn nhà. Và mặc dù đó là vào mùa hè, nhưng lò sưởi trong nhà được bật ở chế độ cao nhất. Người hàng xóm lập tức gọi xe cứu thương. Olga được đưa đến bệnh viện và may mắn được cứu sống. Bác sĩ đã cho phân tích nước tiểu và kiểm tra máu, nhưng tất cả kiểm tra đều cho kết quả bình thường, không có dấu hiệu của chất cấm. Sau khi biết tin Olga bị bệnh, em gái cô ấy là Irina ở Ukraine đã bay đến New York để giúp chị gái. Ngày 1 tháng 9 năm 2016, 3 ngày sau, Olga đã được cho xuất viện. Bác sĩ xác định Olga không còn bị nguy hiểm đến tính mạng, mặc dù cô ấy vẫn trong tình trạng mơ màng, chưa hoàn toàn hồi phục. Khi hai chị em họ về đến nhà, họ phát hiện ra căn hộ của Olga đã bị lục tung và tất cả các đồ đạc có giá trị đã không cánh mà bay. Cô ấy bị mất 4.000 đô tiền mặt, túi sách hàng hiệu, trang sức đắt tiền với tổng giá trị lên tới hàng chục ngàn đô la. Điều kỳ lạ là tất cả giấy tờ tùy thân của Olga, bao gồm hộ chiếu, giấy phép lao động ở Mỹ, bằng lái xe cũng đều bị lấy trộm. Irina lập tức gọi điện cho cảnh sát. Thám tử Kevin lập tức đến hiện trường và phỏng vấn Olga. Olga nói rằng điều cuối cùng cô ấy nhớ là Victoria, một khách hàng của cô ấy, đã mang đến cho cô ấy một miếng bánh phô mai khiến cô ấy ốm nặng. Olga nói rằng cô ấy đã bất tỉnh và không còn nhớ gì sau đó nữa. Viên thám tử bèn kiểm tra thùng rác và tìm được một hộp đựng bánh vẫn còn ở trong đó. Bên trong hộp bánh vẫn còn vài vết kem còn sót lại.
ông bèn cẩn thận gói hộp bánh lại để gửi về phòng xét nghiệm. Cảnh sát cũng đã tìm cách liên lạc với Victoria, nhưng không được. Dường như không ai biết cô ta đang ở đâu. Sau khi Olga quay trở lại làm việc, câu chuyện của Olga đã nhanh chóng lan khắp trong khu vực, đặc biệt là trong tiệm làm đẹp, một nơi lý tưởng cho các phụ nữ thích tám chuyện. Một khách hàng của Olga nói rằng bà ấy biết một người cũng từng bị y chang như Olga. Vài tháng trước đó, một ông chủ tiệm giặt ủi ở New York tên là Ruben Borukov đã tìm thấy một người phụ nữ quyến rũ trên một trang web hẹn hò của người gốc Nga. Cô ấy nói rằng cô ấy rất thích nấu ăn và mong tìm được bạn tri kỷ. Người phụ nữ ấy chính là Victoria Nasirova. Hai người bắt đầu hẹn hò và Victoria đã mời Ruben đến nhà mình để ăn tối. Victoria đã dọn cơm và mời Ruben ăn một miếng cá. Ngay sau khi cắn một miếng, Ruben đã bất tỉnh. Trong khi Ruben bất tỉnh, Victoria đã lấy trộm tiền và thẻ tín dụng trong ví của ông ta và đi mua sắm tẹt gà. Ngày hôm sau, Ruben mới choáng váng tỉnh lại. Victoria đã chở Ruben về cửa hàng giặt ủi của ông ta ở gần đó. Victoria nói với các nhân viên ở tiệm giặt ủi rằng Ruben đã uống quá nhiều rượu, rồi bỏ đi. Trong khi đó, tình trạng của Ruben ngày càng tồi tệ. Mọi người cũng chỉ nghĩ có thể ông ấy bị ngộ độc rượu. May mắn là em gái của Ruben đã bắt ông ấy phải đến bệnh viện để điều trị. Cảnh sát bắt đầu nhìn sâu hơn vào hồ sơ của Victoria. Hóa ra, Victoria là một tội phạm giết người đang bị truy nã ở Nga. Năm 2014, Ala Alexinko đã biến mất một cách bí ẩn ở Nga. Các bằng chứng đều đổ về Victoria, nhưng cô ta đã chạy trốn thành công qua Mỹ, trong khi cuộc điều tra ở Nga vẫn đang tiếp tục diễn ra. Con gái bà Ala là Nadia đang sống ở New York và cô khẳng định Victoria chính là người hãm hại mẹ mình. Nadia nói rằng chỉ vài tuần trước khi mẹ cô biến mất, bà ấy đã khoe với Nadia là bà ấy vừa gặp được một người bạn mới tên là Victoria Nasirova. Cô ta là một người hàng xóm mới. Ala nói rằng Victoria sắp đến New York nên bà sẽ nhờ Victoria cầm qua cho Nadia $6,000 tiền mặt, hai cái áo lông và một số món quà đặc biệt khác. Thế nhưng, vào ngày 5 tháng 10 năm 2014, Nadia đã gọi cho mẹ mình hàng trăm cuộc mà không thể liên lạc được với bà ấy. Điều này rất kỳ lạ. Mẹ Nadia sống một mình và ngày nào hai mẹ con cũng gọi điện cho nhau. Nadia bắt đầu có linh tính không lành. Cô liền tìm cách kiểm tra lịch sử cuộc gọi của mẹ mình và biết được rằng cuộc gọi cuối cùng mẹ cô ấy nhận được là từ Victoria. Lòng Nadia như lửa đốt và cô ấy đã vội bắt chuyến bay sớm nhất để về Nga. Khi về đến nhà, Nadia phát hiện ra cả căn hộ của mẹ cô ấy đã bị lục tung. Tất cả các đồ đạc có giá trị đã biến mất. Tiền bạc, thẻ tín dụng, trang sức đắt tiền, áo khoác lông thú, thậm chí số tiền $40,000 mà mẹ cô ấy dành dụm cả đời mới có được cũng đã không cánh mà bay. Nadia thừa hiểu rằng cô không thể dựa vào cảnh sát Nga. Họ chỉ điều tra nửa vời và không ai quan tâm. Nhưng cũng may vì đó là nước Nga nên Nadia đã có thể dùng tiền để tìm ra các chứng cứ mà thông thường chỉ có cảnh sát mới có quyền truy cập. Nadia đã trả tiền để mua các đoạn băng video từ camera an ninh của các con đường gần nhà mẹ cô ấy. Sau hàng tuần điều tra, cô ấy đã tìm ra hình ảnh Victoria đang lái xe và bên cạnh cô ta là bà Ala, mẹ của Nadia. Biển số xe cho thấy đây chính là chiếc xe mà Victoria đã thuê vào ngày mà bà Ala biến mất. Hình ảnh này được ghi lại vào lúc 10 giờ ngày 5 tháng 10, vào chính ngày mà Nadia đã mất liên lạc với mẹ cô ấy. Nadia vội vàng đưa bằng chứng cô tìm được cho cảnh sát. Nhưng cảnh sát làm việc khá chậm chạp nên họ đã để cho Victoria bay ra khỏi nước Nga. Dù rất suy sụp khi biết tin Victoria đã tẩu thoát, nhưng ưu tiên lớn nhất của Nadia lúc này là tìm được mẹ cô ấy. Nadia vẫn nuôi hy vọng bà ấy vẫn còn sống ở đâu đó. Thế nhưng, hy vọng của Nadia đã vỡ tan không lâu sau đó. Cảnh sát đã gọi điện cho Nadia đến nhận dạng một cái xác được tìm thấy ở một khu vực hẻo lánh, cách căn hộ của mẹ Nadia khoảng 2 giờ chạy xe. Cái xác đã bị phân hủy nặng nề. Nhưng Nadia nhìn thấy bộ răng và đã nhận ra đó chính là mẹ cô ấy. Cho đến lúc này, cảnh sát quốc tế đã phát lệnh truy nã Victoria, còn gọi là báo động đỏ. Nhưng cô ta có vẻ rất giỏi chạy trốn, và vì vụ án xảy ra ở Nga, nên rõ ràng Victoria không nằm trong top các vụ án được ưu tiên điều tra. Vì vậy, đã 2 năm trôi qua mà Victoria vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đầu năm 2017, Nadia đã thuê một thám tử tư tên là Herman Weisberg để tìm ra bằng lược Victoria. Bằng cách theo dõi tài khoản Facebook của Victoria, sau một tháng, Herman đã phát hiện ra cô ta đang sống ở khu Sheephead Bay, một khu người Nga ở Brooklyn. Rõ ràng, Herman là một thám tử tuyệt vời. Sau khi quan sát những bức ảnh Victoria đăng trên Facebook,
Herman nhận thấy Victoria đeo kính mát trong một số bức ảnh selfie của cô ta. Từ hình ảnh phản chiếu trong cặp kính và từ nhiều hình ảnh khác, viên thám tử đã tìm ra chiếc xe mà Victoria lái và tòa nhà chung cư mà cô ta đang sống. Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2017, Herman đã báo cho cảnh sát địa phương biết về nơi ở của Victoria. Cô ta lập tức bị bắt và bị giam giữ. Sau khi có lệnh khám xét căn hộ của Victoria, cảnh sát đã thu hồi được túi sách, nhẫn và nhiều giấy tờ tùy thân của Olga. Lúc này, cảnh sát bắt đầu xem xét các bằng chứng mà họ vừa thu thập được. Họ nhận thấy những bức ảnh trên giấy tờ tùy thân của Victoria và của Olga giống nhau đến kỳ lạ. Hóa ra, điều Victoria thực sự mong muốn không phải là những đồ đạc mà cô ta đã ăn cắp, mà chính là danh tính của Olga. Victoria đang ở Mỹ theo diện visa du lịch, nên cô ta âm mưu ăn cắp danh tính để không phải quay về Nga. Cảnh sát cũng đã nhận được kết quả giám định hộp bánh tìm được từ nhà của Olga. Các xét nghiệm cho kết quả dương tính với một loại thuốc tên là Phanazepam. Đây là một loại thuốc an thần, không mùi, không vị, chủ yếu được dùng ở Nga. Khi dùng quá liều, nó sẽ gây hôn mê, thậm chí dẫn đến tử vong. Tác dụng của loại thuốc này tăng cao gấp nhiều lần trong môi trường nóng. Viên cảnh sát chợt nhớ ra là Olga được tìm thấy trong một căn phòng nóng như lò thiêu. Dù đó là một ngày tháng 8 nóng bức, nhưng lò sưởi trong nhà vẫn được bật ở mức cao nhất. Kết quả giám định pháp y khu căn hộ cho thấy DNA của Victoria có ở khắp nơi và có cả ở trên bảng điều khiển lò sưởi. Cảnh sát tin rằng sau khi hạ độc Olga, Victoria đã quay lại căn hộ của cô ấy và dàn dựng hiện trường giả như một vụ tự tử. Nhưng cô ta đã không ngờ là số mạng Olga vẫn chưa tới. Có thể Victoria đã không dùng đủ liều để hạ độc Olga, cũng có thể Olga đã may mắn được đưa đến bệnh viện cứu chữa kịp thời. Dù thế nào đi nữa, Victoria có lẽ đã không thể ngờ Olga đã sống sót để vạch trần âm mưu của cô ta. Victoria đã bị giam trong 6 năm trước khi phiên tòa xét xử cô ta diễn ra vào ngày 30 tháng 1 năm 2023. Thẩm phán cho rằng Victoria là một người phụ nữ đặc biệt nguy hiểm và đã kết án cô ta 21 năm tù giam. Sau khi Victoria thụ án ở New York, cô ta sẽ phải đối mặt với việc bị trục xuất và bị xét xử ở Nga vì tội giết Alla Alexenko. Vào năm 2017, Victoria đã bị các bạn tù đánh hội đồng. Cô ta đã kiện ban quản lý nhà tù vì đã để chuyện này xảy ra và đã thắng kiện. Cô ta được bồi thường 325.000 đô la, tức là khoảng 8 tỷ đồng.